Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, chị ơi, em đã xem nhiều video của chị và em đã thay đổi nhiều lắm ạ. Nhưng có một điều là bạn trai em hay đi nhậu, em có góp ý nhẹ nhàng nhưng không được. Đến một lần thì hai đứa cãi nhau, em im lặng một thời gian rồi đợi khi bình tĩnh lại mới nói chuyện với anh ấy. Sau khi nói chuyện, anh ấy có thể hiện là anh ấy thấy được lỗi sai, là do anh ấy vô tâm, ích kỷ, chỉ nghĩ tới cảm giác của bản thân. Nhưng anh ấy nói là anh không sửa được, sợ sẽ tiếp tục làm em tổn thương. Em cũng thể hiện là em có lỗi, nói dừng lại để anh không khó xử. Sau đó anh ấy im lặng, em không hiểu là anh im lặng như vậy là sao ạ? Là anh ấy thấy anh sai, thấy em không có lỗi, sợ em tổn thương mà anh lại không thay đổi, không giữ em mà vẫn buông tay ạ? Giờ hai đứa em đều im lặng, em nên tiếp tục như vậy hay nhắn tin cho anh ấy ạ? Em thân mến, em yêu một người đàn ông mà có sở thích là nhậu. Mặc dù anh ấy biết như thế là sai, nhưng anh ấy không có ý định thay đổi. Em ạ, đơn giản là vì thứ nhất là đấy là cái sở thích nó rất lớn của anh ấy, anh không thể sống thiếu nó được. Cái thứ hai là tình yêu với em nó cũng không đủ lớn để bắt anh ấy phải thay đổi cái điều đấy. Thế vậy em phải đối mặt với cái sự thật này đi. Để em mặc dù yêu anh ấy thì yêu anh ấy thật đấy, nhưng mà lâu dài với nhau thì có lâu dài được hay không? Bây giờ chị biết là em vẫn còn yêu anh ấy, em muốn là anh ấy sẽ thay đổi, nhưng mà thay đổi một con người đâu phải là dễ. Hơn nữa là nó là cái thứ nó ngấm sâu vào trong một con người rồi. Trong một cái video chị có chia sẻ là kiểu người đàn ông mà tuyệt đối không nên gắn bó trong cuộc đời đấy là một người mê rượu. Em ạ, mê nhậu, tức là một người người ta nhậu cũng được nhưng là sẽ phải biết giới hạn ở đâu. Em chỉ có hạnh phúc với một người đàn ông mà người ta coi gia đình là quan trọng hơn, chứ không phải là coi cái bàn nhậu là quan trọng hơn. Bây giờ bọn em yêu nhau, vấn đề nó chỉ là khiến cho em bực mình thôi. Nhưng sau này lấy nhau nó sẽ là một vấn đề rất lớn. Em nghĩ mà xem, cả ngày em cứ ở nhà, ngày em đi làm, tối em về nhà, chồng em đi nhậu không chưa về, một mình em ôm con, cô đơn biết bao nhiêu, đau khổ biết bao nhiêu. Hơn nữa này, ví dụ người ta uống say về, người ta còn lải nhải xong rồi cắn cãi nhau, xong rồi thậm chí là rượu vào khi người ta còn động tay động chân nữa chứ, đúng không? Đấy là những cái viễn cảnh khi mà em yêu một người nhậu. Một người yêu nhậu thì chắc sẽ có lúc người ta say đấy, đúng không? Cho nên là cái giai đoạn bọn em yêu nhau là cái giai đoạn em nhìn nhận xem người đàn ông đấy có phù hợp để mình tiến tới hay không, chứ không phải là chỉ vì mình yêu người ta mà mình chấp nhận hết những cái điều này để rồi sau này mình sẽ phải đau khổ. Chị không có nói rằng em phải từ bỏ anh ấy, nhưng mà cái việc từ bỏ hay tiếp tục nó là do em quyết định. Chị chỉ đưa cho em một cái viễn cảnh để em nhìn thấy rằng sau này nếu yêu anh ấy lâu dài thì mình sẽ phải đối mặt với những cái vấn đề như thế nào thôi, đúng không? Anh này anh không đủ yêu em, không đủ yêu em để anh ấy có động lực để thay đổi. Đến bây giờ yêu em mà anh không có ý định thay đổi, chẳng bao giờ về lý do là lấy em rồi mà anh ấy thay đổi đâu. Và chị cũng không biết cái mức độ mà yêu nhậu của anh ấy đến mức độ nào. Chính em sẽ phải là người nhìn nhận xem một người đàn ông như thế mình có thể gắn bó lâu dài hay không. Còn cái việc mà anh ấy im lặng, tại sao anh ấy im lặng, em có thể biết được rồi mà, đúng không? Tại vì em muốn dừng lại, anh ấy cũng không muốn tiếp tục nữa nên anh ấy dừng lại. Cho nên bây giờ em hỏi chị một câu là em nên nhắn tin tiếp cho anh ý hay là em sẽ dừng lại tiếp tục im lặng, nó phụ thuộc hoàn toàn vào em, đúng không? Người muốn dừng lại là em, không phải anh ý, đúng không? Có phải là anh ý bảo là thôi anh chia tay với em đâu, là tự em muốn dừng lại mà. Còn nếu như em yêu anh ấy, em không xác định không thể sống thiếu anh ấy thì em phải chấp nhận. Em phải chấp nhận rằng em sẽ yêu một người đàn ông yêu nhậu hơn người con gái của mình. À, anh ấy có thể từ bỏ em chứ anh ấy không thể từ bỏ nhậu được. Thì điều đấy cũng chứng tỏ rằng em vị trí như thế nào so với cái việc nhậu trong trái tim của anh ấy mà, đúng không? Thế mình phải đối mặt với cái việc đấy để sau này mình nghĩ xem mình yêu anh ấy rồi mình lấy anh ấy mình có chấp nhận được không. Không chấp nhận được thì mình xem lại và mình dừng lại ở cái khoảng thời gian này để xem anh ấy sẽ phản ứng thế nào sau một thời gian nữa. Liệu anh có liên hệ với em và nói với em rằng anh sẽ thay đổi không, hay là anh tiếp tục như vậy? Nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì nghĩ rằng không có lý do để em tiếp tục đâu. Bởi vì để hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân nó cần rất là nhiều yếu tố, nó cần sự xây đắp của cả hai người. Nếu chỉ một mình em muốn xây đắp thôi thì nó chẳng có cái tác dụng gì cả. Chị biết rằng em cũng cố gắng để xây đắp, em cũng dành những cái thời gian mà bình tĩnh nhất để chia sẻ với anh ấy, để nói chuyện với anh ấy, để cải thiện cái điều mà anh ấy làm. Nhưng mà thực sự anh ấy không hề có ý định thay đổi. Mà chị nghĩ thật đấy, trên đời này những cái người nghiện, ví dụ nghiện rượu này, nghiện cờ bạc này, nghiện những cái thứ khác này, rất khó để người ta thay đổi. Hiếm người có thể thay đổi được lắm. Mình cân nhắc thật là kỹ, mình chấp nhận được thì mình yêu, mà không chấp nhận được thì mình sẽ phải dừng lại.
chứ không bắt em phải yêu một người khác ngay, nhưng mà dừng lại để xem anh ấy có thể thay đổi về mình hay không nhá. Thì đấy là lời khuyên của chị. Nhưng mà theo quan điểm của chị ấy, thì chị nghĩ là một khi đã yêu ấy, là chúng ta phải có một người đàn ông coi mình quan trọng hơn những cái thú vui của anh ấy. Mình không có bắt anh ấy là không được phép nhậu, anh vẫn có quyền nhậu, đúng không? Nhưng nhậu nó chỉ là giải trí thôi. Giải trí nó có đặc điểm là thỉnh thoảng thôi, chứ không phải là lúc nào cũng như thế. Cho nên chị muốn em cân nhắc thật là kỹ. Mình xứng đáng với một người đàn ông coi mình là quan trọng trong cuộc sống của anh ấy. Anh ấy yêu mình, anh ấy quan tâm chăm lo cho cảm xúc của mình thì mình cũng quan tâm chăm lo cho cảm xúc của anh ấy. Anh ấy thích nhậu, ok, thỉnh thoảng em cũng tạo điều kiện để anh nhậu. Thậm chí là em còn muốn anh đi chơi với bạn bè để anh giải stress, để anh thoải mái hơn nữa chứ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Chị cũng biết mức độ thích nhậu của người yêu em là đến mức độ nào, nhưng mà chị muốn em hiểu là nếu như mà anh ấy nghiện rượu ấy, thì đấy là một cái vấn đề rất lớn đấy em ạ. Rất là nhiều các gia đình ấy rơi vào bạo hành này, rơi vào tan nát này cũng chỉ vì rượu mà ra. Khi người ta say rượu, tức là khi người ta không kiểm soát được hành vi của mình, sẽ gây ra những cái hành động mà khi tỉnh táo lại người ta sẽ thấy rằng người ta không nên làm như thế. Và đấy là những hành động sai trái. Cho nên là chị hy vọng rằng em sẽ cân nhắc thật là kỹ. Bởi vì một khi yêu là con gái chúng ta luôn hướng tới một cái tương lai lâu dài. Người ta là người yêu bây giờ và sau này sẽ là chồng mình. Thế em có thể chấp nhận là một người chồng như thế hay không nhá? Còn nếu như cái mức độ của anh ấy chỉ là thích thôi, anh hoàn toàn có thể bỏ được, chứ không phải ở mức độ nghiện rượu, thì em có thể cân nhắc thêm. Và cũng có thể là anh ấy im lặng với em bởi vì là anh cũng chán em nữa. Chán là bởi vì em cứ luôn trách anh ấy vô tâm. Đúng, có thể người đàn ông người ta thấy vô tâm thật, nhưng người ta vô tâm với một người con gái còn một lý do nữa. Đấy là người con gái này không cho người ta có cảm giác người ta muốn yêu thương, người ta muốn dành thời gian cho. Và người con gái này khiến cho người ta cảm thấy chán. Đấy, để người đàn ông như thế mình có chấp nhận hay không? Mình chấp nhận thì sau này mình không thể nào mà suốt ngày mình than vãn được, đúng không? Anh ấy cũng nói rõ ngay từ đầu anh không có ý định thay đổi. Anh không có ý định thay đổi cái việc mà anh ham vui, anh ham nhậu. Quan điểm của chị bây giờ là chị nghĩ nhá, chị, còn nếu như là chị ấy, nếu là chị thì bây giờ chị sẽ im lặng. Chị sẽ im lặng và sẽ không liên hệ với anh ấy nữa, cho đến khi anh ấy nhận ra rằng chị là quan trọng, cho đến khi anh ấy nhận ra rằng em là quan trọng, anh muốn thay đổi vì em. Anh ấy thấy là anh không muốn bỏ lỡ một người con gái như này trong đời, anh muốn thay đổi. Thì lúc đấy em có thể dang rộng vòng tay để đón anh ấy trở lại và hỗ trợ anh ấy, giúp đỡ anh ấy cùng thay đổi. Thì đấy là cái tư duy của mình. Còn nếu như sau một thời gian nữa mà anh ấy cũng không nhắn tin cho em, cũng không nói chuyện với em, cũng không có ý định thay đổi gì hết, thì chị nghĩ rằng em cứ nên bước đi sống cuộc sống của mình thôi. Em không cần phải ép bản thân phải yêu ngay một người khác, nhưng hãy cứ thoải mái để mở lòng mình và biết rằng mình xứng đáng với một người đàn ông có thể cho mình hạnh phúc, coi mình là quan trọng trong cuộc sống của anh ấy, cùng mình xây đắp nên một tình yêu đẹp, một gia đình hạnh phúc sau này nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.